Quỳnh Anh đang livestream thì bị hỏi đến Bình Minh, cô nàng lập tức xử lý thẳng tay luôn thế này. Động thái của Trương Quỳnh Anh khiến fan sốc nặng, xem ra lần này cô nàng đã xử lý rất mạnh tay. Thời gian vừa qua, showbiz Việt và khán giả xôn xao lùm xùm, Trương Quỳnh Anh và Bình Minh có tình cảm với nhau, thông qua loạt ảnh thân thiết của cặp đôi bị rò rỉ. Tuy nhiên, Trương Quỳnh Anh hoàn toàn im lặng trước nghi vấn này, còn Bình Minh thì lên tiếng cho rằng đó chỉ là những hình ảnh trong hậu trường đóng phim của cả hai. Trên trang cá nhân của mình, Trương Quỳnh Anh vẫn thoải mái chia sẻ các hoạt động trong cuộc sống thường ngày, thậm chí còn livestream rất vui vẻ. Mới đây, khi cô đang livestream thì bị một fan hỏi đến Bình Minh. Thay vì trả lời thì nữ ca sĩ đã có một biện pháp xử lý vô cùng mạnh tay, khiến nhiều người bất ngờ. Thời gian vừa qua, Bình Minh và Trương Quỳnh Anh được mọi người quan tâm vì có lùm xùm ngoại tình. Loạt ảnh thân mật của cả hai được bàn tán xôn xao. Mới đây, Trương Quỳnh Anh đã livestream khi đang trong thời gian nghỉ ngơi ở hậu trường. Nhiều người nhắc tới Bình Minh, Trương Quỳnh Anh tỏ ra khó chịu trước những bình luận này. Nhiều người vào hỏi Bình Minh hay nhắc đến Bình Minh đều bị nữ ca sĩ trừng trị thẳng tay luôn, đó chính là vlog trên Facebook. Một người bị chặn trên mạng xã hội đã than phiền về điều này. Trương Quỳnh Anh đang live trực tuyến, Nguyễn Hùng đã tham gia, hãy trò chuyện để họ biết bạn đã tham gia. Nguyễn Hùng đã comment, Bình Minh rồi sẽ mang em thật xa, Facebook bài viết này không còn được hiển thị với bạn, hoặc trang cá nhân này không tồn tại. Có ai bị Trương Quỳnh Anh vlog không? Một người nhắc tới Bình Minh đã bị chặn. Nhiều người cười hãi hê trước hành động mạnh tay này của nữ ca sĩ. Trương Quỳnh Anh ngày càng xinh đẹp và trẻ trung. Không trả lời rõ nghi vấn có tình cảm với Bình Minh khi bị mọi người bình luận hỏi, cô tỏ ra khó chịu. Xem ra nữ ca sĩ chẳng hề nể nang hay giải thích gì mà thẳng tay block luôn bất kỳ ai có bình luận không liên quan.